chào các bạn, mình là Linh đây. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một clip dành cho người giàu chơi súng. Úi giời ơi, chơi người nghèo mãi thì cũng chán rồi. 30k anh ơi. Ui, tôi 30k. Ui, cảm ơn Bảo Hồng nhá. Ê ta, Bảo Hồng này donate cho anh luôn à? Cảm ơn em ơi. Úi giời. Để rồi. Ui giời ơi. Ok, được một cái chiến đấy các bạn. Ôi cái gì đấy? À? À? Sao lại thế được? Thằng cái đâu? À? Cái gì đấy? Bố bây giờ chứ lại. À Bảo Hồng ơi, hình như là em chưa biết quả gọi là súng siêu súng mà đỉnh nhất, đỉnh cấp nhất ở đây. Ô, tưởng đâu xin cái đây. Siêu súng 30 triệu ở trong truy kích ngày xưa đúng không? Giờ tí anh muốn cho em xem nhé em nhé. Top 3 được không? Anh chỉ cần tôi lên top 3 được không? Để khi để tí nữa ta cảm giác mà không được top 3 thì anh sẽ cầm lục ra múa. Mẹ chơi chơi hơi phèn tí nhưng mà thôi các bạn, vì 10k 7 kill lại cho Mỹ dây. Mỹ dãy 8 kill rồi. Một con hero kiếm 4 sao tầm này thì zombie chỉ có sách giấy mà chạy thôi. Nhờ mình có quên mình có thiết phía anh em ạ. Được rồi, tập trung chơi các bạn. Cố lên cái top 3 được. Đây là katana. Anh em ơi. Thôi được rồi, bắt đầu chơi được nhỉ? Bắt đầu chơi đây anh em nhỉ, chơi nghiêm túc nha anh em ơi. Tập trung này. Chết luôn. Vãi, không mua được kìa. Để rồi. Ok. Cả chiến nào, không được dùng lục. Mẹ, mày thử thách bản thân đấy. Sao đây này, ít đạn đấy chả hết mấy đạn rồi. Chết luôn. AK Wild Dragon. Rồng trắng mắt xanh. Ui, cái đam cận chiến của lục lên gần theo phần chất máu các bạn. Nếu mà ở bên dưới 30% máu thì 2000 mấy máu luôn. Cận chiến 2000 mấy máu. Ui, được luôn. Ui, không muốn được rồi. Ok. Ê Bảo Hồng ơi, em có xem không đấy? Em vừa thấy anh làm gì không? Thì mới có lần là đi ăn cận chiến đấy em. Anh chỉ dùng một phím thôi em ạ. Đấy, top 4 rồi. Giờ em muốn lên top 3 đúng không? Anh làm chơi đúng top 3 cho anh em xem. Chơi đúng top 3 luôn nhá. Quả nhảy quả đấy chí thật, anh em nhảy từ trên trời rồi xuống rồi cận chiến hai con. Chết cả đồ to luôn. Như nào? Và cái đam cận chiến khi mà dưới phần trăm máu thì nó sẽ có một cái đam gọi là tăng sát thương. Tăng gọi là mình nhớ nhầm 50% sát thương. Ui, một bạn đấu to luôn, cận chiến luôn. Cái lúc này cần cận chiến đảo vãi. Siêu mạnh luôn. Còn khẩu Wild AK rồng trắng mắt xanh này thì sẽ có khả năng hồi phục. Ôi dồi, lên top 3 rồi em ơi, đúng top 3 rồi em ơi. Bên này một ca nào. Ui. Ok này. Ui, xuống top 4 bây giờ rồi. Và em sẽ thấy một loại cận chiến mà nó ra đến cái mức mà nó chỉ cần cận chiến một phát chết luôn đi. Tức là em chẳng phải là mẹ gì cả, chỉ cần chiến một phát là chết luôn đi. Ảo vãi cái đấy. Cái katana ấy. Ở đấy. À, nó tàng hình em ạ. À ừ. Mẹ láo thật em ạ. Rồi, mình nhớ rồi, mình nhớ cái quả tàng hình rồi. À đây này, nó đây này. Rồi, trở lại với trận đấu nha bây, hiệp đấu thứ 5 rồi. Hiện giờ anh già đang ở vị trí thứ 4. Rồi muốn lên top 1 thì nó là chuyện trong tầm tay. Đấy. Thích hay không thôi nhé. Ơ, nhớ. Đầu xít hơi bị mạnh. Có cái thiết phiến này mình vẫn chưa dùng. Piu. Ui dồi ôi. Em dễ chưa? mình bị giật mình em ạ. Sorry. Ui gần chết kìa. Quả đấy mà dưới 50% máu là ăn rồi. Ui,
cái nút E này, cái nút E này hỏng rồi nhá mày. Mày tại sao bị lên nút E nó cứ bấm vào ấy, khổ thật. Ui một đống giòn này, cái này múa ở đây thì ok em ơi, top 1 rồi. Các tội múa nhiều quá, để hỏng 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 nhá. Giờ không múa đây mà, chết rồi. Múa nhiều hết người đấy. Ôi, nhiều nút quá. Nhiều nút quá, bấm tinh tinh tinh. Hiệp cuối các bạn, rồi, hiệp cuối đây, chơi cẩn thận nhá. Hiệp cuối đây không múa đây nhá, chơi, chơi nghiêm túc, chơi nghiêm túc. Hiệp cuối đây xem đây to được không. Oh yeah. Ok. Không chết rồi. Ok. Ui bị cái đấy kìa. Vãi. Sao mà tự nhiên một nồi zom này. Xong. Má katana nó chiến giác quá. Là văn quế nè mọi người. Khi mà to không ta? Mắt chả chết ai nhỉ? Số lần thế nhỉ? Ui ui. Cái choi này. Trời ơi, anh ra làm được. Ok này. Ui dồi. Được em ơi, hay em ơi. Thì em cái đấy gì à? Đồng đội nó phải như thế mà. Hợp lý quá. Đồng đội hấp dẫn quá anh em ơi. Không đấy, đã nhanh quá đi săn. Ui. Ây, ây, ây. Mua katana, katana. Dìu à. Cho một cái chiến đấy thế nào. Nghe gần này. Múa một lần. Một lần và sau cuối. Và đây là Frentino. Hai. Game dễ quá. Chết. Chơi này thì anh em sao chơi lại được. Một phát cuối nhá. Trước khi chia tay khẩu lục lại gần. Ôi, thi thoảng mới chơi đấy chứ, không phải là hôm nào mình cũng chơi đấy, game yên tâm. Ui, 700 máu này, rồi. Đấy là người muốn top 1 thì không, lên chứ. Dễ chưa, game dễ chưa, top 1 luôn. Mày em lát quá thôi, thi thoảng mùa tí cho nó rất buồn thôi nhé. Chứ mình không khuyến khích cả mọi người nhé. Không cổ xí gì đâu nhé. Ok, cảm ơn em nhé.